Yeah.
ปะคะวะตะสัมโมนาทิฏฐิโกอะคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนะหิโกปัจจสังเวทิตาโพวิญโญเอหิปัสสิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆอุจุปัสสิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะปัสสิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆสามีจิปัสสิปันโนปะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญะยัตถาติปุริสยุคะลีลาสัมปุริสโภคะลาเอสัมปะคะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจะวิกะระเนโยอนุตตรังวุญญาเกตังโลกัสสะปิยะตัมดันเนเดเยลัยปะกึงกุงจันเบียงเตมิงอันตุงเตียเตเตยังยายโพเถิงเดียวมือเตียงยะตุปะเกตุงยะตัมดันเนจันปะยอปะเสียงเตียงเตถึงเตียงเตียงเตถึงจึงเตียงปะวายเตยจันเหี้ยมันเพิ่มเติมเนจันจึงยะตัมดันเนจันปะเกตุงเกตุงปะยิวอันยะอันยะI'm not a man.
Nam mô Bố Tha giá. Dạ, 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 dạ. Nam mô Bố Tha giá. Dạ, con kính cảm ơn Thượng Tọa Minh Hạnh dạ, cho con biết tín hiệu. Nam mô Bố Tha giá. Đây là chương trình Phật pháp của Bố Tha Thăm Má trên Phao Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông Việt Nam 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 PM tối. House 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 11 giờ 30 tối 1 giờ 30. Dạ con tự mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai, ngày 3 tháng 2 năm 2020. Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 49, Kinh Phạm Thiền, mời thỉnh. Brahmani Mang Tanika Sutta 559 và 564 sẽ do Thượng Tọa Tế Siêu giảng giải. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bố Tha giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật tiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Dạ. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Dạ bài 49 kinh Phạm Thiên. Con kính cung thỉnh mời Ngài Thượng Thầy Siêu Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học cho chúng con hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha. Dạ con kính Ngài. Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Kính đại lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, đại lễ chư công đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, vì lý do kỹ thuật nên hôm qua Thượng Tọa Thầy Siêu có quán chuyện với chúng tôi. Chúng tôi đã giảng ngày hôm thay cho Thượng Tọa Thầy Siêu, và hôm nay Thượng Tọa Thầy Siêu sẽ là bị giảng sư trong ngày. Và do vậy chúng tôi sẽ được dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Bài kinh Phạm Thiên bài thỉnh nguyên ở trong tên của bản dịch là bài kinh thỉnh cầu. Chứ tôi nghĩ chỉ thỉnh cầu thì nó hơi có vẻ nó hơi nặng với cái mạch văn, bởi vì Đức Phật chỉ đến của Phạm Thiên, và Phạm Thiên thấy Ngài như là một người có mặt ở ngoài cửa, nên Phạm Thiên đã mời Ngài vào. Chỉ mời thế giới chúng tôi sửa là Phạm Thiên mời thỉnh, thì nghe nó hợp với cái văn phong và cái bối cảnh hơn là Phạm Thiên thỉnh cầu. Thưa quý vị, Phạm Thiên Bát Cát là một Phạm Thiên có nhiều quy lực tuổi thọ, và là một ở trong tám cái chúng sanh mà liên quan đến bài kinh chúng ta gọi là Phật lực cảm thắng. Phạm Thiên này đã chấp thủ tà kiến về cái cõi bởi vĩnh, rất là đơn giản là bởi vì Phạm Thiên này có một cái thân sắc rất là tế nhị, không giống như chúng ta là có mới sinh ra thì có già bệnh chết, nhưng mà thì sinh ra như vậy. Thì thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài đã xuất hiện ở cõi Phạm Thiên, và những gì mà Ngài nói lên trong cuộc đối thoại cho chúng ta rất là nhiều cái ý nghĩa.
hết sức là đặc biệt, nhất là về phương diện mà hiển hóa thần thông, cũng như là lời thoại của Đức Phật, ngài nói chuyện với Ma Vương khi Ma Vương muốn chi phối vào cuộc đối thoại này. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, rồi sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu, vị giảng sư của chương trình hôm nay, giảng dạy rộng rãi ý nghĩa của bài học này. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, con từ mạng con kính thay mặt trong gồm kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Dạ, cảm ơn Sức Hoàng Nguyệt đã cho biết tín hiệu. Kinh Phạm Thiên. Dạ, 49 Kinh Phạm Thiên mời thịnh. Rahmani Mang Tanika Sutta 559. Tại sao gọi là Kinh Phạm Thiên mời thịnh? Tên bài kinh được đặt theo một chi tiết trong câu chuyện khi Phạm Thiên Bát Ca mời thịnh Đức Phật bước vào cảnh giới vĩnh hằng của mình. Hãy đến Tôn giả, Thiện Lai Tôn giả, đã lâu nay Tôn giả mới có dịp đến đây. Này Tôn giả, cái này là toàn diện, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến hoại. Cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này không có một giải thoát nào khác hơn. Năm 560, Đại ý Kinh Phạm Thiên mời thỉnh là gì? Một thuở Đức Thế Tôn trú ở Úc Cát Thá trong rừng Suthagawana dưới gốc cây Thá Lá Vương. Bấy giờ với tâm của Ngài nhận biết Phạm Thiên Bát Ca chấp chặt tà kiến, vì quy lực và thọ mạng của mình, Đức Thế Tôn hiện đến cõi Phạm Thiên, nói lên lý lẽ, giải trừ kiến chấp sai lạc. Đức Phật dùng cả ba thức là thần lực, tuệ lực và Phật lực để hàng phục Phạm Thiên và Ma Vương. 561, Phạm Thiên Bát Ca và Ma Vương là chúng sanh thế nào? Phạm Thiên là chúng sanh hóa sanh do năng lực thiền định với thân sắc tế nhị nên thọ mạng rất dài. Ma Vương là chúng sanh đại quy hóa sanh do phúc nghiệp thù thắng thường có tham vọng chi phối muôn loài bằng năng lực của mình. Cảm thắng Phạm Thiên ghi nhận là một trong tâm thể hiện quy lực của Đức Thế Tôn Gotama. Bà La Môn giáo xem Phạm Thiên là Thượng Đế vì bắt nguồn từ sự ngộ nhận của những đạo sĩ chứng thiền, nhớ được kiếp trước như được ghi trong Kinh Phạm Vọng Rahmaya Lasutta Trường Bộ. 562, Phạm Thiên Bát Ca chấp thủ tà kiến gì? Do thọ mạng dài lâu và cuộc sống tế nhị, Phạm Thiên nghĩ mình là đang sống ở cõi vĩnh hằng,
cái này là thường, cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là toàn diện. Cái này không bị biến ngoại, cái này không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Ngoài cái này, không có một giải thoát nào khác hơn. Ma Vương cũng nhân đó tôn xưng Phạm Thiên Bắt Cá với lời lẽ đầy sai lạc. Phạm Thiên này là Đại Phạm Thiên Toàn Năng Tối Thắng, Biến Nhãn, Thượng Đế, Sáng Tạo Chủ, Hóa Sanh Chủ, Đại Tôn, Chúa Tể Mọi Định Mạng, Đấng Tự Tại, Tổ Phụ Các Chúng Sanh, Đã và Sẽ Sanh. 563. Đức Phật đã nói gì về tà kiến của Phạm Thiên Bát Cá? Trước hết Phật dạy đó, thật sự này Phạm Thiên Bát Cá, ông bị chìm đắm trong vô minh. Thật sự Phạm Thiên Bát Cá bị chìm đắm trong vô minh, khi cái vô thường lại nói là thường, cái không thường hằng lại nói là thường hằng, cái không thường tại lại nói là thường tại, cái không toàn diện lại nói là toàn diện, cái bị biến ngoại lại nói là không biến ngoại, và tại chỗ có sanh, có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Có một giải thoát khác hơn lại nói là không có một giải thoát nào khác hơn. Đức Phật cũng nói thêm là Ngài biết tất cả những gì thuộc về cảnh giới của vị ấy. Này Phạm Thiên, ta biết việc này nếu ta y trước địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, chúng sanh, chư thiên, sanh chú, nếu ta y trước Phạm Thiên, ta sẽ gần ông, trú tại lãnh địa của ông, làm theo ý ông muốn. Bị đứng ra ngoài lề. Lại nữa, này Phạm Thiên, ta biết sanh thú Gati của ông, và ta biết sự quang vinh của ông. Phạm Thiên Bắt Cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên Bắt Cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Bắt Cá có uy lực như vậy. Này tỳ kheo, như ông biết sanh thú, ông biết sự quang vinh của ta, Phạm Thiên Bắt Cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên Bắt Cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Bắt Cá có uy lực như vậy. Như nhật nguyệt lưu chuyển, sáng chói khắp mười phương. Như vậy mười thiên giới dưới quy lực của ông, ông biết chỗ cao thấp, có dục và không dục, hữu này và hữu kia, chỗ đến đi hữu tình. Như vậy này Phạm Thiên, ta biết chỗ sanh thú và sự quang vinh. Phạm Thiên Bắt Cá có thần lực như vậy, Phạm Thiên Bắt Cá có quyền lực như vậy, Phạm Thiên Bắt Cá có uy lực như vậy. Rồi Đức Phật khẳng định với những cảnh giới cao hơn, cảnh giới của Phạm Thiên Bắt Cá mà Phật biết, trong khi Phạm Thiên Bắt Cá không biết. Này Phạm Thiên, có ba loại chư thiên mà ông không biết, ông thấy, nhưng ta biết, ta thấy. Này Phạm Thiên, có loại chư thiên tên là Atthasara, Quang Âm Thiên. Từ chư thiên này, ông mạng chung và sanh ở nơi đây, nhưng vì ông an trú ở đấy quá lâu nên ông không nhớ được, do đó ông không biết, không thấy. Còn ta biết, ta thấy. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, huống nữa và thấp hơn, do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, lại có một loài chư thiên tên là Suthakina, Biến Tịnh Thiên. Lại có một loài chư thiên tên là Vehapala, Quảng Quả Thiên, mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết, ta. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí, muốn nữa là thấp hơn, do vậy ta thù thắng hơn ông.
Đức Phật giải thích rõ lý do Ngài dạ con xin sám hối, con bị rớt mic rồi con. Đạo tràng có nghe được tín hiệu cho con biết tín hiệu. Dạ xa thủ xin nhận được. Con xin đọc lại cái khúc khoảng này. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí huống nữa và thấp hơn. Do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, lại có một loại chư thiên tên là Sutha Kinna biến tịnh thiên, lại có một loại chư thiên tên là Quê Thấp Phala quảng quả thiên mà ông không biết, không thấy, nhưng ta biết ta thấy. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí huống nữa và thấp hơn. Do vậy ta thù thắng hơn ông. Đức Phật giải thích rõ lý do Ngài thù thắng hơn Phạm Thiên, vì không có ngã chấp đối với mọi hiện tượng vật chất như trong kinh Căn Bản Pháp Môn. Này Phạm Thiên, ta biết địa đại, từ địa đại cho đến giới vứt địa đại, ta không lãnh thọ địa tánh. Do biết địa đại, ta không nghĩ ta là địa đại, ta ở trong địa đại, ta từ địa đại, địa đại là của ta và ta không tôn trọng địa đại. Như vậy này Phạm Thiên, về thượng trí ta hơn ông, thì do vậy ta thù thắng hơn ông. Này Phạm Thiên, ta biết thủy đại. Này Phạm Thiên, ta biết hỏa đại. Này Phạm Thiên, ta biết phong đại. Này Phạm Thiên, ta biết chúng sanh. Này Phạm Thiên, ta biết chư thiên. Này Phạm Thiên, ta biết sanh chủ. Này Phạm Thiên, ta biết Phạm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Athasara Hoàng Âm Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Sutha Kinh Ná biến tịnh thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Vahapthala Quảng Quả Thiên. Này Phạm Thiên, ta biết Athithu Thắng Giải. Này Phạm Thiên, ta biết tất cả sắp ba từ, từ tất cả cho đến giới vứt tất cả. Ta không lãnh thọ nhất thiết tánh, ta không nghĩ ta là tất cả, ta ở trong tất cả, ta từ tất cả là của ta và ta không tôn trọng tất cả. Như vậy này Phạm Thiên, ta còn không chịu ngang hàng ông về thượng trí huống nữa là thấp hơn. Do vậy ta thù thắng hơn ông. 564. Ngoài đối thoại câu chuyện giữa Đức Thế Tôn và Phạm Thiên cá, còn gì khác? Phạm Thiên phản bác sự từ bỏ chấp hữu, vì nếu không có gì thì còn gì để có. Một cách cụ thể là nếu biến hóa thiên hình vạn trạng thì sự chấp thủ phải vạn trạng thiên hình. Này tôn giả, đối với tất cả, nếu tôn giả không lãnh thọ nhất thiết tánh thì đối với tôn giả trở thành trống không, trống rỗng, tức là phi sở kiến, không biến tế, chói sáng tất cả. Nếu lãnh thọ địa đại ngang qua địa tánh, không thể lãnh thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, không thể lãnh thọ quả đại ngang qua quả tánh. Không thể lãnh thọ phong đại ngang qua phong tánh, không thể lãnh thọ chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thể lãnh thọ chư thiên ngang qua chư thiên tánh, không thể lãnh thọ sanh chủ ngang qua sanh chủ tánh, không thể lãnh thọ phạm thiên ngang qua phạm thiên tánh, không thể lãnh thọ quan âm thiên ngang qua quan âm thiên tánh,
không thể lãnh thọ biên tính thiên ngang qua biến tịnh thiên tánh, không thể lãnh thọ quảng quả thiên ngang quảng quả thiên tánh, không thể lãnh thọ á thí thú thắng giả ngang qua á thí thú, không thể lãnh thọ nhất thiết ngang qua nhất thiết tánh. Này tôn giả, này tôn giả, ta sẽ biến mất trước mặt tôn giả. Đức Phật trả lời bằng đề nghị Phạm Thiên tự biến mất. Một điều một chúng sanh chấp hữu không làm được. Rồi Đức Thiên Nhân Sư biến hóa lần thần lực siêu nhiên bằng cách thể nhập vào công tưởng, khiến quần tiên không tìm được dấu tích, như vẫn còn, như vẫn nghe được pháp âm. Vì 565, Đức Phật nói với ma vương chỉ có thể đạo dẫn đạo sai lạc. Người không biết ma vương là ai, chúng sanh tối vô minh. Đức Phật trái lại biết rất rõ. Này ác ma, ta biết ngươi, ngươi chớ có nghĩ vị ấy không biết ta. Này ác ma, ngươi là ác ma, ngươi là ác ma. Này ác ma, ngươi nói như vậy không phải vì lòng thương tưởng đối với ta. Này ác ma, ngươi nói như vậy thì không có lòng thương tưởng với ta. Này ác ma, ngươi nghĩ như sao? Những ai được Sa môn Gotama thuyết pháp, những người ấy sẽ thoát ra ngoài tầm hay ảnh hưởng của ta. Này ác ma, những Sa môn Bà La môn ấy không phải chánh đẳng chánh giác, nhưng tự xưng là. Chúng ta là chánh đẳng chánh giác. Này ác ma, ta là chánh đẳng giác, và ta tự xưng ta là chánh đẳng giác. Này ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không thuyết pháp cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vậy? Này ác ma, giỏi với Như Lai, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương đương với phiền não đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây tha lá, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Này ác ma, ví như cây tha lá, dầu thân cây này bị chặt đứt, khiến không thể lớn lên được, cũng vậy. Này ác ma, đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng với phiền não chưa đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ chỉ thục, đưa đến sanh già chết trong tương lai. Các lậu hoặc ấy đã được diệt trừ, được cắt đứt tận gốc, được làm như thân cây tha lá, khiến không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tại Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng cùng xích con lan. Dạ, con kính ngài. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thưa chào tất cả quý vị
Đạo hữu Phật tử, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay nó có hai điều rất lạ. Thứ nhất, cái bản dịch cũ, cả về bản dịch trước 75 mà có Pali đối chiếu, thì cái bài kinh này có mang tên gọi là Phạm Thiên Tĩnh Kinh. Cho nên khi mà chúng tôi vừa thấy bài học gửi tôi đã suy nghĩ, bởi vì đọc qua cái bài kinh này chúng ta thấy cái nhân vật mà Đức Phật Ngài đi đến đây để tiếp độ là Phạm Thiên Bát Cát. Chứ không phải là Phạm Thiên Sambati. Nhưng mà sau này trong những lượt tái bản thử đây được thỉnh là kinh mời thỉnh, kinh thỉnh cầu, dùng như Thượng Tọa Giác Đẳng nói khi nãy thì chưa thỉnh cầu cũng không có đúng với ngữ cảnh. Bởi vì rõ ràng ở đây Phạm Thiên Bát Cát không có thỉnh cầu Đức Phật về cái về gì, cầu thỉnh cầu nó phải có cái sự, phải có cái mục đích. Ví dụ như thỉnh cầu Đức Phật là thuyết pháp, vân vân, thì đó là dịch thỉnh cầu được. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ là chữ Brahma Nibbantika Sutta. Nibbantika tức là thỉnh mời, thỉnh mời. Và như vậy nó đúng với cái ngữ cảnh là Phạm Thiên Sambati là một vị đại phạm thiên có nhiều thần lực, là tuổi thọ rất là dài.
Cho nên Phạm Thiều Sampati đã có cái kiến chấp sai lạc, đã chấp được cái thường kiến, và khi mà Đức Thế Tôn đi đến vừa thấy Đức Phật thì Phạm Thiên Bà Cát đã mời Đức Thế Tôn đi vào cái cảnh giới của vị ấy, cảnh giới của thường kiến. Ngay cả cảnh giới phạm thiên của vị đó ở trên cái cõi đó, vị này lại cho là thường còn vĩnh hằng miên viễn. Cho nên cái tựa của bài kinh này được gọi là kinh mời Phạm Thiên mời thịnh thì đúng. Một cái điều lạ thứ hai nữa là, thưa quý vị, là bài kinh chính này không có giống như các cái bài kinh khác, ở chỗ là bài kinh, những cái bài kinh khác thì lúc thuyết như là một thời pháp giáo giới cho chúng tỳ kheo, ở trong đó có chi pháp rõ ràng, còn ở đây thì không phải là một thời pháp, là lời tường thuật của Đức Phật về cái sự kiện, về cái sự kiện Ngài đã thu phục được Đại Phạm Thiên Bát Cát như thế nào cho chúng tỳ kheo nghe. Cho nên ở đây không có chi pháp. Vậy cái này cũng đơn giản thôi, không gì rắc rối. Bài kinh này có lẽ là chúng tôi chỉ nói sơ qua về cái câu chuyện về Phạm Thiên ở Bát Cát.
Ở trong tám Phật lực cảm thắng Bhutatiyamangala đó, nghĩa là thì cái bài kệ thứ 8 quý vị nhớ. Hôm nay nghe chúng tôi nói chuyện nó có vẻ như là nó kiệt sức không có nói nổi, không hiểu tại sao bước vào năm nay chúng tôi sức khỏe kém quá. Hôm nay chúng tôi trở bệnh lại, giờ có vẻ mệt. Không biết là ồ gạo qua sư đệ đã giảng thế giùm rồi, bữa nay sư đệ giảng nữa thì sư đệ rất là mệt. Anh nếu sư đệ quan hệ thì xin sư đệ giúp chuyện cho sư huynh bữa nay nữa. Và trong rừng xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Tịnh Quyền, Quan Hỷ lắng lại trong rừng để tiếp với Thượng tọa Chấp Đẳng. Thảo luận cho xong cái bài kinh này. Sư xin sư đề quan hỷ giảng dụng cho sư huynh cái bài kinh này. Xin thỉnh sư đề. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư công đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi đang ở trên xe đi Florida. Quý vị có thể trong lúc đi chưa qua một vài đoạn bị gián đoạn. Ở trong trường hợp bị gián đoạn, nếu được có vị nào có thể cầm mic cho chúng tôi biết để chúng tôi trở lại. Thưa quý vị, thì
lộ quý vị có nghe thì không, chúng tôi mới bị gián đoạn. Tại vì chúng tôi đang rời Biloxi mà đi Pensacola, ở trên đường băng qua nhiều cái tiểu bang, và do việc cái đường truyền không có được liên tục. Thì thưa quý vị, trước nhất là tạm dùng ba cái ví dụ để câu phạm thiên nên trong cõi phạm thiên, bởi vì tuổi thọ rất dài và cái thân sắc của phạm thiên là sắc tế, cái sắc giống như ánh sáng vậy. Và phạm thiên cảm nhận rằng cuộc sống như là đứng lại, không có sanh già đau chết, không có mượn là cõi thằng. Thì tương tự như một người mà sinh ra đời ở trong một cảnh nhung lụa phù hoa, trời không biết đến lao động tay chân, biết cực khổ, không phải đi làm để kiếm, nên người đó có một cái quan niệm rất là lệch lạc về cuộc sống. Thưa quý vị, hiện ra coi phạm thiên, và phạm thiên bác cá đã mời Đức Phật bước vào trong cái cảnh giới của mình, cảnh giới vĩnh hằng. Và thưa quý vị, Đức Phật ngài nói rõ rằng không có cái chuyện mà một thế giới mà nó bình đẳng, nó chỉ vấn đề đơn giản là phạm thiên bát cá không có khả năng để biết những cái cõi giới cao hơn như là cõi biến định thiên hay là quảng quả thiên chẳng hạn. Nhưng mà do không có khả năng để nhìn thấy một khoảng thời gian dài, nên phạm thiên bát cá chấp thuận. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy là khi mà chúng ta sanh ra đời thì hòn núi đã có mặt ở đó, và nhiều khi và hòn núi vẫn còn đó. Thì chúng nghĩ là con người là phù du, nhưng mà hòn núi là bất diệt. Nó phải mất nhiều thế kỷ với cái kiến thức khoa học, người ta mới hiểu rằng cả trái đất này, cả thái dương hệ này, nó cũng có tuổi thọ, nó cũng dẫn đến chung. Thì nói gì mà để trái đất là vô thường, thấy được hòn núi nó cũng là vô thường, thì cái kiến thức khoa học đó không phải là tự nhiên con người có thể nghĩ ra được, mà phải có cái trình độ khoa học rất là căn bản mới thấy tại sao tất cả những cái thiên thể ở trong vũ trụ này dù là thái dương hệ, dù là một dãy thiên hà, còn
Dạ Nam Mô Bố Tha. 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 Dạ dạ con thành kính cung thỉnh mời Thượng Tọa Giác Đẳng trở về với đạo tràng. Dạ Thượng Tọa có nghe được âm thanh con, xin Thượng Tọa vui lòng cho con biết tín hiệu. Dạ Nam Mô Bố Tha. Dạ sao dạ một lần nữa từ mẫn con kính cung thỉnh quý sư trong room xin từ bi quan hỷ điền khuyết cho bài học hôm nay, bài pháp hôm nay. Dạ Nam Mô Bố Tha. Dạ con kính cung thỉnh mời quý sư. Dạ, xin lỗi quý vị, chúng tôi đây đi từ đoạn đường từ Biloxi đến Pensacola. Ở trên đoạn đường thì băng qua nhiều cái tiểu bang á, do vì bị gián đoạn liên tục, quý vị quan hệ kiên nhẫn giúp tôi một chút. Có nói rằng một vị mà hiển hóa thần thông đó, hiển hóa thần lực đó, thì các vị đó phải nương vào một số những cái hình ảnh hay là ấn tượng về màu sắc hay là về tứ đại đất nước lửa gió hay xanh vàng đỏ trắng vân vân. Thì trong trường hợp đúng cách cụ thể đó thì dễ hiểu là ở trong Phật giáo có cái pháp gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì nếu chúng ta muốn khai triển cái tâm từ bi hỷ xả thì ta phải lấy chúng sanh làm đối tượng. Vì chúng sanh khổ là đối tượng của tâm bi, chúng sanh hạnh phúc là đối tượng tâm hỷ. Nhưng mà ở một cái góc nhìn khác, khi một người mà quán về tánh không, thấy tất cả chỉ là năm uẩn 12 xứ 18 giới, không còn là chúng sanh nữa, thì thưa quý vị, ở đó khi mà không ngồi thấy chúng sanh nữa thì không thể khai triển tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả được. Bởi vì tương tự như là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả lấy chúng sanh làm đối tượng, có ông A có bà B, có người nam người nữ, có người khổ người hạnh phúc. Nhưng giờ ở trong cái lãnh vực mà tâm quán mà liên quan tới tánh không á, thì nó không có phân biệt chúng sanh nữa, tất cả đã chỉ là hiện tượng giới, tất cả chỉ là một cái dòng sinh diệt như năm quẩn 12 xứ 18 giới. Thì cái này nó không nằm ở trong sự hiểu biết của Phạm Thiên Bát Cá. Phạm Thiên Bát Cá chỉ có thể nhận thức được vấn đề một chiều, một phương diện, mà ngoài ra đó thì Phạm Thiên Bát Cá không hiểu được. Với Phạm Thiên Bát Cá nói Đức Phật
là làm sao mà một người mà không còn chấp hữu, đây là ta, đây là của ta, đây là người, đây là thú, mà tất cả chỉ là không tướng thôi, thì làm sao vị có thể hiện hóa thần thông được? Cái này nó không nằm trong cảnh giới phạm thiên bất cả. Chứ tôi lấy một cái ví dụ là có những người họ làm việc siêng năng, bởi vì ở trong sự siêng năng đó họ nghĩ đến cái chuyện là được bất hơn thua, mình có tiền hơn người khác, mình hơn người khác, đó là một động lực. Bây giờ bảo rằng mình phải phấn đấu, mình phải tinh tấn mà không chuyện hơn thua thì lại, ủa làm sao phấn đấu được? Mình phấn đấu mình phải có cái gì đó làm cái điểm tựa. Bây giờ không có hơn thua, không có đường mất thì làm sao phấn đấu được? Đây là một cái điểm rất là thế gì. Nói cách khác là tiên là một cảnh giới của phiến diệt, được có thể thấy được cái cảnh giới hiện thực của mình, nhưng mà không thấy được những cảnh giới cao hơn. Và ở trên cảnh giới của mình thì Phạm Thiên thấy ở đó có ngã, ngã tướng, ngã sở, nhưng mà bảo rằng vừa cảnh giới đó thì giống như chơi vơ vào khoảng không, mình không biết phải làm cái gì. Vì chính vì vậy, trước mặt Đức Phật, khi Đức Phật này đề nghị Phạm Thiên hiển hóa thần thông bằng một hình thức, không phải là biến hóa cái này biến hóa cái kia hay là hào quang chói sáng, mà làm sao biến mất hoàn toàn, không khả năng được học, tại vì họ tản là chấp hữu, căn bản là chấp ngã. Thì vì đó phải có khả năng thể nhập vào không, không tánh. Và điều này nó vượt ngoài cái khả năng của Phạm Thiên. Thứ vị trong bài học này cũng có một điểm rất là thú vị là Ma Vương hiện đến chi phối tâm của mình Phạm Thiên khác để nói với Đức Phật là đừng có xúc phạm đến Phạm Thiên Bát Cát, bởi vì Phạm Thiên đó Bát Cát là đứng toàn năng tối thắng sáng đầu vũ vân vân. Nếu là chúng ta đi vào trong một hội chúng và nói chuyện mà gặp một người nào đó và họ đến, họ dùng lời để nói lên cái sự xưng thắng tổ kình cùng đối với người khác thì có thể chúng ta bị chi phối Đức Phật thì không, tại vì ngài hiểu rất rõ Phạm Thiên Bát Cát là ai, cái giới hạn Phạm Thiên Bát Cát như thế nào, và ngài cũng hiểu rằng cái chúng sanh mà đang nói đó là Ma Vương và Đức Phật, ngài nói là Như Lai, biết rõ người lại. Thì đây là điểm thú vị thưa quý vị. Ma Vương là chúng sanh của bóng tối, của vô minh. Cái người không biết thì sợ, giống như chúng ta hồi còn nhỏ thì chúng ta sợ ông kẹ, bóng đêm là ông kẹ,
một cái sự im lặng của lỗng kẻ, cái gì của lỗng kẻ mình rất là sợ. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài không sợ chúng sanh của bóng đêm đó, Ngài không sợ ông kẻ đó, mà Ngài không sợ ma vương. Nói ma vương là Như Lai biết ma vương là ai. Và do vậy ma vương không chi phối được Đức Phật, mà ma vương biến mất. Quý vị, nó có bốn cái phạm trù mà khi chúng ta đọc chúng ta nên hiểu. Vị nào đã từng đọc bản pháp môn và kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh thì hiểu rằng đối với phạm phu chúng ta thì luôn luôn là lấy tự ngã để đối chiếu với tất cả. Tự ngã đối chiếu với địa đại, phong đại, hỏa đại, thủy đại, mà chúng ta không biết chuyện đó. Mình có mặt ở một nơi nào đó, dù đẹp dù xấu, thì chúng ta luôn luôn lấy cái tôi ra đối chiếu chỗ đó. Ôi chỗ này đẹp, chỗ này hay, bởi vì mình nghĩ rằng tôi chưa bao giờ đến đây, tôi chưa bao giờ thấy cái đẹp hơn nữa. Luôn luôn nhớ đến cái tôi cái ta. Mình đi dọc đường mình thấy có nhiều người đó, họ đi bất cứ nơi là họ nhắc cái tôi cái ta của họ hết. Chỗ này tôi chưa đi, chỗ kia tôi chưa đi, chỗ này đẹp quá làm cho tôi nhớ cái này, làm tôi nhớ cái kia. Đối chiếu với cái tự ngã, dùng cái tự ngã làm cái thước đo. Và cả cuộc đời chúng ta không vừa rời khỏi cái gọi là cái vòng gương tỏa của ngã tính. Rất ít khi chúng ta nhìn cái gì, nhìn một cái lẳng lặng mà chúng ta không đối diện với cái ngã tính của mình. Và thưa quý vị, Đức Phật Ngài vượt ngoài điều đó. Và ngay cả cái việc mà hiển hóa thần thông của Đức Phật, nếu mà Ngài đương vào đất, nước, lửa, gió, thì Ngài cũng hiểu cái đó chỉ là cái tạm thôi, chứ Ngài không xem đó là tất cả. Lấy một ví dụ là có một vài lần chúng tôi được dịp quan sát thấy hai người đánh cờ. Một người đánh cờ thì họ cũng biết cái sự hơn thua của một nước cờ, nhưng mà đồng thời họ cũng hiểu rõ là sự hơn thua đó nó chỉ là sự hơn thua trong bàn cờ, và nó không có chuyện gì phải giận, phải bực, phải bức, phải tức. Tại vì tất cả sự hơn thua nó chỉ gói gọn ở trong bàn cờ thôi. Nhưng mà có những người họ cũng đánh cờ mà họ thấy đó là cả một thế giới. Và nếu họ thua thì họ hậm hực, họ ấm bức, họ cảm thấy bực bội, khó chịu. Thì cũng tương tự như vậy, con người chúng ta đó, đôi khi chúng ta không thấy có cái gì là hư danh, cái gì là hư vị, cái gì là nhất thời. Nó đơn giản là chỉ có giá trị ở lúc đó thôi. Như mình lên xe bus, mình lên trước, mình được chỗ ngồi trước, và chỗ ngồi đó đặc biệt gần cửa sổ, rộng rãi, thì mình biết là ồ, cái chỗ ngồi này chỗ ngồi tốt. Nhưng mà không nên nghĩ rằng như vậy là mình giỏi, như vậy là mình hay, như vậy là tất cả, không phải vậy. Nó chỉ là một cái khoảnh khắc 10 phút, 20 phút mình ngồi chiếc xe bus, và cái chỗ ngồi đó nó không có gì gì để hãnh diện hết. Mặc dù còn chỗ ngồi đó nó tốt hơn những ngồi khác. Thì Phạm Thiên Bát Ca vốn không hiểu được điều này. Chứ rất tiếc là bài học ngày hôm nay là một bài học, bài kinh rất là thú vị. Bài kinh này cũng nhắc cho chúng ta một số cái ý niệm liên quan đến bài kinh căn bản pháp môn. Nhưng mà bởi vì chúng tôi đang ở trên đường đi đó, nên chúng tôi không thể nói hết những ý niệm này. Chúng tôi hy vọng rằng có một cái dịp nào đó chúng ta sẽ có cái duyên trở lại với bài kinh căn bản pháp môn, cũng như bài kinh này thì chúng ta sẽ nói rộng thêm là
tại sao nó có những cái sở chấp mà nó tạo thành biến tướng sở chấp? Tại sao có những điểm tựa và những điểm tựa đó một bậc thánh đó, ngài có thể nhập vào không vô biên, xuất không vô biên nhập vào thức vô biên, xuất vô biên nhập vào vô sở hữu, nhưng mà ngài không có chấp thủ hư không là vô biên. Ngài có dùng cái ý niệm về hư không vô biên để nhập thiền, nhưng ngài không kẹt trong cái hư không là vô biên. Ngài có nhập vào trong cái thức vô biên, nhưng mà ngài không bị kẹt vào trong thức vô biên. Ngài có thể nhập vào vô sở hữu, nhưng ngài không bị kẹt vào vô sở hữu. Tại vì cái sự xuất nhập tự đại đó là một cái ý niệm mà các ngài chỉ dùng tạm mượn để vào ra lúc đó, nhưng mà đối với các ngài cái đó không phải là tất cả. Đây là một điểm mà thông thường chúng ta không có hiểu. Chúng ta giống như một đứa trẻ thấy giá trị của món gì đó là nghĩ là vĩnh viễn lâu dài. Nhưng khi mình đã đủ lớn rồi thì mình ăn món ngon, mình biết cái ngon nó tương đối, tại vì mình đói bụng rồi mình ăn thấy rất ngon. Mấy hôm nay mình ăn Tết ăn dầu mỡ nhiều quá rồi bây giờ ăn rau luộc thấy nó ngon. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta thấy rau luộc đó là một cái gì giá trị vĩnh hằng, giá trị vĩnh viễn, giá trị luôn luôn là ngon, lúc nào cũng ngon. Chúng ta không có chấp như vậy, mặc dù lúc đó chúng ta thấy nó ngon. Chúng ta hy vọng rằng cái thí dụ đó cũng có thể đưa chúng ta đến một cái khái niệm về cái tính tương đối của sự vật. Nghĩa là chư Phật, chư vị thánh tăng đoạn tận lộ hoặc rồi, các ngài có thể xuất nhập vào trong các tầng thiền, nhưng mà không có nghĩa là trong sự xuất nhập các tầng thiền đó các ngài bị kẹt vào trong một cái định kiến à chỉ có hư không mới là vô biên, hay chỉ có thức là mới vô biên, chỉ có vô sở hữu tất cả là vô sở hữu thì phi tưởng phi biệt. Các ngài không chấp vào trạng, mặc dù các ngài đi qua những trạng thái đó, cái đó là cái mà vượt ngoài cái tầm nhìn của Phạm Thiên Bát Cát. Và thứ gì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con kính xin quý đạo hữu trong đạo tràng từ bi quan hỷ kiên nhẫn chờ đợi trong giây lát thượng tọa sẽ trở lại, chắc có lẽ thượng tọa bị rớt mất rồi.
Nam mô Bố Tha Giá. Và con từ mẫn một lần nữa, con thành kính cung thỉnh quý sư từ bi quan hỷ điền khuyết là lại cái phần còn lại cho ngài trường tọa Giác Đẳng. Dạ, Nam mô Bố Tha Giá, con kính cung thỉnh quý sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá. Một lễ con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp thân. Nếu thượng tọa có nghe được tiếng con, xin thượng tọa vui lòng quan hệ cho con tín hiệu. Con kính cung thỉnh thượng tọa điền khuyết phần còn lại cho thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bố Tha Giá, con xin lên xuống mít. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, dạ từ mẫn xin cảm ơn Xích Quang Nguyệt. Dạ Nam mô Bố Tha Giá. Mẫn kính mời Xích Lan Gia Nguyệt cho biết ý kiến. Dạ dạ, dạ Nam mô Bố Tha Giá, có thượng tọa Tệ Quyền. Dạ, con kính cung thỉnh thượng tọa Tệ Quyền ạ. À. Từ bi quan hỷ. Dẫn học dẫn nhập cho giảng pháp cho chúng con bài học hôm nay. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bố Tha.
Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sân Kha. Tôi kính chào đến Vinh Lệ Cô, kính lễ đến Chư Tăng, kính chào đến quý cô nữ, kính chào toàn thể chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ có lẽ như là sẽ nói tiếp chứ đâu có phải dẫn nhập cái bài này. Phải như vậy không? Đã dẫn nhập rồi, quý vị nghe rõ là cảm ơn. Từ cái đoạn 59 đến đoạn 65 trong bài kim về kinh thỉnh cầu nè, phẩm thiên thỉnh cầu. Dạ đúng mà. Dạ. Thì xem như là nó chung, nãy giờ tôi đã giảng cũng nhiều mà chúng tôi cũng đã thoáng nghe về, phải nói rằng với cái tinh thần mà chấp ngã, tôi cho rằng cái mạng sống của một cái chúng sinh ở cái cõi phàm thiên thì kính thưa quý vị rất là lâu. Thì vì lâu vậy cho nên họ nghĩ rằng cuộc đời á, họ là do thọ mạng lâu dài á, thì họ đang ở cái cõi nó vĩnh hằng luôn và xem như là vậy. Họ không thấy cái này, họ không khó có thấy cái vô thường, và không có thấy cái vô thường thì làm sao mà có thể mà buông bỏ được cái gì, cái sự chấp ngã đó dễ dàng được. Bây giờ đó, đây là một điều mà chúng ta nhớ rằng là một điều đặc biệt ở trong Phật pháp, có cái chỗ này mà chúng ta phải nhớ, chúng ta nhớ rõ cái này. Sở dĩ tại sao mà Đức Phật này xuất hiện ở cái cõi của người, bởi vì cõi người nó đầy đủ với tất cả những hiện trạng của sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết. Cái hiện tướng đó nó rõ ràng. Còn ở cái cõi phạm thiên, sắc nó phi tế. Sắc tế thì phải sắc thô như mình. Như cái cõi chư thiên cũng là khác. Chúng ta thấy như vậy chứ phải nói là cái họ nó không có phải là nó một cách tức là bệnh hoạn mắt mờ tai điếc chân mỏi gối trùng vân vân, không phải là bị một cái tình huống kiểu như chúng ta. Họ chỉ biết đổi một chút xíu các chư vị chư thiên thôi, là chúng ta biết họ chuẩn bị, nhưng họ có hơi mùi chút xíu là họ chuẩn bị họ chết rồi. Không phải như mình, coi như là nếu già xong rồi nằm đó rồi bệnh nằm liệt giường liệt chiếu rồi chờ chết vân vân, thì cái tinh thần đó chính là một điều mà chúng ta nó khác hơn cái cõi kiếp con người. Vì vậy cho nên cái Đức Phật không xuất hiện ở cái này. Nếu cái cõi trời họ hướng lạc nhiều mà nói rằng là tất cả nó vô thường thì cái điều này hình như là nó hơi khó. Nó hơi khó. Rồi các vị phạm thiên họ cũng có cái thần lực, họ cũng có một cái sự hiểu biết rất là lớn, nói về cái nhân sinh, nói về cái vũ trụ của cuộc đời. Quý vị biết là họ một cái ngã chấp đó nó rất là lớn. Khi mà họ được sanh về các cõi như chẳng hạn như chúng ta biết là thí dụ như các cõi trời thiền mà sắc giới nó rất là khó để sanh về đó. Rồi cái cõi cao hơn nữa đó chính là cái cõi vô sắc, nó lại càng khó hơn. Thì tất cả trong tam giới này để mà đạt được, hiểu biết được một cách gọi là căn bản, thì chúng ta biết mà chính từ nó xuất nguồn từ ở cái phạm thiên giới này. Mà chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay nó mới có một cái tinh thần mà ở coi như là giáo điển của Bà La Môn, mà chúng ta ở cái giáo điển của Ấn giáo đó nói chung là của Ấn Độ từ thời xưa luôn. Cái triết học của Ấn Độ nó là một nền tảng mà nó xuất nguồn từ phạm thiên, nó xuất nguồn từ phạm thiên đó quý vị. Mà nếu chúng ta xét kỹ, nếu chúng ta đọc cái bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn thì chúng ta mới thấy rằng cái sự xuất hiện, cái sự thành trụ hoại không, cái sự sanh sự diệt của kiếp trái đất này, của nhân sinh vũ trụ này, thì họ từ phạm thiên xuống mà. Từ phạm thiên xuống mà
Cho nên vì vậy họ dựa trên những cái đó, họ chấp cái sự hiện hữu, chấp cái sự ra đời của chính họ, mà nói rằng là ta là con của Phạm Thiên, con của trời. Và sau này kế thừa trên tinh thần của văn hóa của Á Đông, mới nói ta là con của trời, thiên tử, ha, thiên tử. Chúng ta nhớ gọi là cái thiên tử. Mà khi thiên tử thì ở đó chính là cái gì? Là con của trời, sai suốt. Để chúng tôi nhắc qua một chỗ này chút xíu cho quý vị biết. Thì ở đây các vị Phạm Kim Thiên Bắc Cá này, họ ông ta chấp nhiều lắm. Mà Đức Phật ngày hôm nay nó chấp về cái sự hiện hữu của chính mình, và chấp về cái không gian, cái vũ trụ. Mà Đức Phật ngày xác định rằng ta hiểu biết cái không gian vũ trụ một cách tường tận ở các giới, các cõi phạm thiên giới một cách đầy đủ tất cả, nhưng tất cả đều là phải bị sự vận hành được vô thường, sự khổ não, sự vô ngã đi qua. Cái điều này không thể nào mà khác hơn được. Dù cho không muôn hình vạn trạng, chúng sinh này có muôn hình cái hình thái, nhưng tất cả Đức Phật hiểu biết hết, do cái sanh chúng và do cái nghiệp mà nó tạo tác thôi. Rồi chúng cũng không riêng gì Phật, như tất cả chúng ta đã đi qua hết các cõi giới, ngoại trừ năm cõi tịnh cư và lọt vào dòng thánh là chúng ta chưa bước tới thôi. Chứ từ mà cõi cao nhất cho tới cõi thấp nhất, chúng ta đã đi qua rồi, trong dòng sanh tử luân hồi đau khổ mình đã đi qua hết tất cả. Từ một chúng sinh thấp bé cho tới một chúng sinh cao cả nhất, đó là các chúng sinh ở Phạm Thiên, thì mình cũng đi qua hết. Rồi cái sự sanh tử cuộc đời này thì chúng ta như nước mắt nhiều hơn bốn bể đại dương, mà xác này như là núi non kia. Thì chúng tôi muốn nói như vậy, một cách phổ quát như vậy, để cho quý vị thấy là Phạm Thiên họ chấp đất nước lửa gió, chấp coi như là địa đại phong đại thủy đại, và họ biết hiểu biết một cách tường tận, chứ không phải họ biết một cách mù mờ đâu nghe quý vị. Nhưng tất cả điều đó thì Đức Phật ngài khẳng định ngài hiểu biết một cách hoàn toàn, một cách đầy đủ. Và ngài khẳng định nếu như tất cả rồi nó cũng cái gì rồi cũng sẽ đi qua, rồi nó cũng bị sự biểu vô thường. Tất cả các pháp nó phải sabbe sankhara, sabbe tamma, sabbe sankhara anicca, sabbe sankhara dukkha, sabbe tamma anatta, tất cả pháp nó vô ngã. Cái gì? Cái sự thành, cái sự trụ, cái sự hoại, sự không, đây là giá trị tuyệt đối. Mà nếu như mà có chấp là hư không, chấp là vũ trụ, chấp địa đại, thủy đại, phong đại, hóa đại, chấp thời gian của mình sống ở đó và nhiều cái sự dị biệt vân vân, thì tất cả cái điều đó Đức Phật ngài khẳng định là ngài hiểu biết một cách hoàn toàn, và ngài đã bỏ một cách tất cả. Và các vị chư thiên không có nhiều cái thần lực, nhiều đại quy lực, có nhiều cái khả năng lắm quý vị, chứ không phải một chuyện mà chúng ta nói bình thường đâu. Nhưng họ không thể, họ biết rằng chính vì chỉ có Đức Phật không thể bay qua cái bàn tay của Đức Phật là như thế. Và cuối cùng họ mới thỉnh ngài giáng trần, xin ngài gọi là tham chắc cấp quát ta na, tức là dựng chuyển bánh xe pháp luân vương. Mà chúng tôi nói cho nghe là tại sao mà trong cái bài kinh mà Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi vẫn khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi, là nó cũng có một cái tiền tích từ đây. Các vị này Phạm Thiên Sambati hay là Phạm Thiên Bát Ca, để Phạm Thiên Bát Ca thì họ có một cái tạm gọi là đại diện cho một cái minh chủ Võ Lâm vậy, một cái người cao cả nhất để thỉnh Phật. Thì như thế ma giới này nó không nói Phật, tại sao mà đâu có ai mời, đâu có ai thỉnh đâu mà Sa Môn Cồ Đàm lại nói là giảng thuyết pháp. Sa Môn Cồ Đàm nói nhân quả thì phải có người mời thỉnh mới nói chứ. Chúng ta thấy cái điều này, cái điều đặc biệt của quý vị chánh đẳng chánh giác, một cách hoàn bị đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, những lời nói và những cái lời rao giảng, cái giảng thuyết của chính ngài đều có nhân quả và người ta có sự tỉnh mời, chứ không phải một cách tức là chung chung được. Vì vậy cho nên khi đó
thì Đức Phật Ngài mới trả lời từng câu hỏi của Bát Ca và của Ác Ma. Nói như thế nào thì Đức Pháp, Đức Phật Ngài nói, chẳng hạn như hỏi về tương tự về cái sự thuyết giảng của chính Ngài, hay là cái sự cái sự tu tập của Ngài và chính các đệ tử. Đây là những lời giảng của Ngài đưa đến cái gì? Đưa đến không còn sinh tử, đưa đến không còn hệ lụy của phiền não, đưa đến chấm dứt không còn tái sanh. Và những người hiểu biết một cách căn bản, tức là không còn chấp ngã, chấp ta, chấp cõi giới, chấp tự cho mình là như thế này là như thế nọ, thì hoàn toàn những cái tinh thần chấp khổ chấp ngã đó nó không có ở trong cái lời dạy của chính Ngài. Và cũng như là Ngài thấy đó là sai lệch tất cả. Và cũng như chúng ta thấy, ác ma nhiều lần lầm tưởng rằng Phật không biết gì về cái sự hữu của chính ác ma quậy phá Ngài hay các vị tăng đoàn, cứ nghĩ là họ có đủ cái khả năng, đủ cái thần lực, ngay cả luôn phải nói tất cả những gì mà ác ma làm, những gì mà ma vương làm, những gì mà quậy phá, tất cả Phật Ngài biết hết. Và Ngài cũng biết tại sao nguyên nhân mà khởi sanh lên quậy phá, mà phá phách như thế. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là sở dĩ tại sao mà Ngài có một cái sự thù diệu, có một sự đặc biệt, có một sự tuyệt vời như vậy. Ở đây chính là Đức Phật Ngài là một người trên cả tuyệt vời, bởi vì mới gọi là Sapanyo, mới là toàn tri toàn giác. Những gì mà chúng ta nghĩ không phải chúng ta nói bằng cái lời nói, mà chư thiên không biết trong lòng chúng ta. Cho nên Đức Phật Ngài giảng thuyết đây là kết quả của đau khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt sầu bi khổ não, đây là con đường đưa đến sự sanh tử, đây là hiện tại đưa đến quả lạc, hành động hiện tại này đưa đến quả lạc, hành động hiện tại này đưa đến quả khổ, hiện tại thì đưa đến cái không khổ không lạc, vân vân. Những cái lời nói của chính Ngài đã được Ngài khẳng định một cách bài bản và đầy đủ tốt đẹp, không như những cái Ngài nói như thế nào thì Ngài làm như thế đó. Ngài nói đây là quả gì thuộc ai sát giết, ai trộm cắp, ai gian dâm, ai dối lừa, nói dối, ai rượu chè, vân vân. Ai mà thân ác, khẩu ác, ý ác, chắc chắn người đó kết quả sẽ là cái gì? Sẽ là sinh tử đau khổ, sẽ là địa ngục bằng sanh Atula ngạ quỷ. Và ai thực hiện các quả lành như là thập thiền, hay là các quả lành như là bố thí, trì giới, tu tiết, cung kính, phục vụ, thiết pháp, thính pháp, tùy công đức, hồi hướng công đức, cải chánh tri kiến, vân vân, thì người đó chính là cái gì? Người đó chính là đưa đến cái sự an lạc, đưa đến cái sự tốt đẹp đời này hay đời sau. Thì chính được tại sao mà Đức Phật Ngài khẳng định một cách tuyệt vời như vậy? Bởi đây chính là Đức Phật Ngài muốn khẳng định tam giới. Và ở một địa vị cao cả không ai so sánh bằng được. Bởi cho nên gọi là Samma Sambuddho, gọi là thiên nhân chi đạo sư, là như thế. Thầy cả của trời người, thầy cả của trời người, mà thầy cả của trời người thì không có một cái gì mà dầu cho chúng ta biết các vị chư thần, các vị chư thiên hay các vị phạm thiên cũng vậy, Đức Phật hiểu biết từng cõi giới của họ này kìa. Cho nên không bao giờ mà tại sao mà Đức Phật này không xuất hiện ở những cái nơi đó, mà chỉ xuất hiện ở cõi người như chúng tôi vừa đã nói. Bởi vì nơi đây nó có đầy đủ, nó có cái sự hiện khởi của những cái gì mà cần trình bày. Và cũng như chúng ta biết, không thể nào chứng đắc đạo quả ở cái cõi vô sắc, chẳng hạn như vậy. Vì sao chứng đắc đạo quả cõi vô sắc? Đặc biệt không thể nào chứng tu đạo quần ở cõi vô sắc. Chúng ta học chúng ta mới biết. Bởi vì Ekyonon Maggo, đây là con đường đưa đến cái chấm dứt sinh tử sầu bi khổ não, đó chính là thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Đây là bốn đề mục hay bốn cái yếu lý, cái tiêu đề để tiến về
cầu giải thoát. Mà vô sắc làm sao mà có thân? Chúng ta nhớ rõ nghe, vô sắc thì làm có thân, mà chỉ như không có thân thì không có thân quán, thân quán niệm xứ. Cho nên điều đó ở trên nó không có con người chứng đắc sơ đạo bao giờ, thì cũng dường như thế ấy. Cho nên Đức Phật ngày dạy và ngày xuất hiện ở cõi Nam Thiện Mộ Châu, ở cuộc đời này, và cũng vậy, kính thưa quý vị, và từng cái ái chấp ở trong cuộc đời này, Đức Phật ngày khẳng định những gì, những lời dạy của chính ngài, để cho chư các vị phạm thiên không còn cái gì, không còn cái ái chấp, không còn một cái kiến chấp, không còn một cái ngã chấp. Không dễ dàng quý vị biết mà lột rửa cái kiến chấp của các vị phạm thiên. Các vị phạm thiên chấp họ tự cho mình là cao thượng, họ tự cho mình là giáo chủ rồi, xin lỗi, họ là thông suốt tam giới này, vân vân. Khi mà họ hiểu như vậy, họ suy nghĩ như vậy, thì chính những ai mà có thể nói đấu chứng được với họ phải, cũng như là phải hiểu cách toàn tri toàn. Vì có những lúc mà Đức Phật ngày dùng sông thông trí, hay là chúng ta gọi là thị hiện sông thông á nha, thì như chúng ta học á, thì như vậy thì ngài mới nói lên được, ngài mới chỉ ra được cái vô minh, ngài chỉnh mới được cái sự trầm luân, cái sự sanh tử của đau khổ của chúng sinh, và ngài nói được cái sự dính mắc, cái sự ái chấp bao đời mà chúng sinh chìm trong vô minh, chấp những cái cuộc đời nó là thường hằng, cuộc đời nó là vĩnh hằng, cuộc đời nó sẽ là miên viễn như vậy, hay hoặc là có một số chúng sinh họ chấp rằng cuộc đời này là không có cái gì, chẳng qua chết rồi hết rồi, họ chấp cái cuộc sống này của họ tức là trường sanh bất lão, họ không thấy cái sự sanh, thôi không thấy cái sự già khổ ở không có cái tại chỗ của họ, họ không có thấy được cái hiện tượng của sanh, của già, của bệnh, của chết, vân vân. Mà nếu không như vậy thì họ nói rằng chính là họ là tốt rồi. Nhưng Đức Phật đã nói rằng ở bất cứ cõi giới của chúng sinh nương tựa, nơi đó sẽ có cái sanh, sẽ có cái già, sẽ có cái bệnh và sẽ có cái chết. Nếu như trong cái bệnh hoạn của chúng ta, phải là chúng ta bệnh hoạn của cái gì, thí dụ như bệnh đi, ở làm sao mà ở cõi phàm thiên họ có bệnh, nhưng đều họ không có tâm bệnh, đều có không có thân bệnh, họ có tâm bệnh. Tâm của họ nếu mà khởi sanh lên cái ác thì họ mất liền nha. Thì xem như cũng phải có tâm bệnh chứ, cảnh giới của đó cũng phải có tâm bệnh. Mà Đức Phật nói tất cả sở hành và tâm tính của các cõi của chúng sinh, bởi vì sắp bấy nhu mà vì toàn tri toàn giác. Và rồi ngài biết được tất cả những cái cuộc đời, những cái sự thành, sự trụ, sự hoại, sự không của tất cả chúng sinh. Ngài biết được cái sanh thú của chúng sinh từ cõi nào, kiếp nào. Đó chính là chứng túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tận minh. Biết mình và biết người. Cái sự sanh, sự diệt, cái sự trầm luôn, cái sự sanh tử đau khổ như thế nào. Và vì như vậy á, vì vậy ngài biết được chúng sinh hành động, lời nói, ý nghĩ như thế nào sẽ đưa ra kết quả như thế đó. Hành động ác sẽ đưa đến quả đau khổ, mà hành động an lạc sẽ đưa đến quả dị thù tốt đẹp. Cho nên ở đây Đức Phật ngài muốn phạm thiên bất ca từ bỏ cái chấp của mình, từ bỏ cái chấp tà kiến của mình, để hiểu biết được ở cuộc sống này nó muôn hình vạn trạng, nó nhiều chủng loài, nó nhiều cõi giới của tất cả chúng, đó là do nghiệp duyên của chính những chúng sinh đó đến đi trong cuộc đời này. Ở chúng sinh không ai có thể mà có thể che, có thể giấu, có thể che khuất được những cái gì. Cũng chính Đức Phật ngài khơi mở, khai dạy những đứng những gì đã bị cái gì, đã bị che khuất.
khai mở những gì mà đã đang bị bích đường, bích lối. Cái sự xuất hiện của Đức Phật là vậy. Chứ chúng ta biết, họ chấp trên một cái tri kiến mà nó rất là nguy hiểm luôn. Mà chúng ta nhớ ở bên trước hội đồ gọi là kinh Phệ Đà hay kinh Veda, kinh Veda nó rất sức ngôn quá đơn giản. Từ xa xưa luôn á, từ hồi lúc mà thời mà Đức Phật còn là Bồ Tát luôn á, thời Đức Phật còn là Bồ Tát á, phải lầu thông coi như là kinh điển. Thì như thế là không còn chuyện đơn giản đâu. Mà về sau này phát qua Gita hoặc là rồi Mahabharata rồi nói chung nhiều thứ, nhiều điều của giáo thuyết của cuộc đời nó một cách đầy đủ. Chỉ có họ thiếu một điều, họ không hiểu được một điều, họ không biết được một điều. Đó chính là cái sự đoạn khổ, cái sự diệt khổ, cái sự khổ, nguyên nhân sinh khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ là kinh Veda không thể chỉ ra được. Hay là ở trong coi như là trong cái triết học của Bà La Môn từ thời xa xưa cho tới hôm nay không chỉ ra được và không đưa được con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Do họ không thực hiện được chứng đạo chứng quả, thành tựu đạo thành tựu quả. Chính những đạo sĩ từ xa xưa mà chính từ tiền thân của Đức Phật, ngài cũng đã tu tập, chính tôi ngài cũng đã tu tập nhé. Thì các Bồ Tát cũng sanh về các cõi thiền, xuyên qua cái giáo điều này, và cái trong hiện, trong kiếp chót tiền thân, xin lỗi, trong kiếp chót của vị Bồ Tát, chính ngài cũng đã tu tập trên dựa trên cái Veda đó chứ. Ngài chứng sơ nhị tam tứ thiền luôn mà, và các cõi thiền của vô sắc đi qua luôn, thượng thừa công đức luôn, cho đó Bắc Ca và Arama, đó Bắc Ca với nó thôi lại đây đi, ta với ngươi chia nhau mà cai quản cái giáo chúng này. Thì Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta nói, ta thấy không lý thú một chút nào, ta không có ham thích một chút nào, cho nên bỏ ra đi. Và ngài tự mình mới tìm tầm cầu giác ngộ ở cái lý tứ đế ở dưới cội Bồ Đề. Thì chúng tôi muốn nói như vậy cho quý vị biết là đặc biệt lắm, chứ không phải là, mà chúng ta thấy ở đây tại sao mình thấy, tại sao mà Phạm Thiên Bát Ca lại chấp như vậy, thì rồi Đức Phật ngài trả lời như vậy. Khi mà trả lời câu hỏi cho chúng ta thì chúng ta thấy nó chuyện đơn giản như vậy, nhưng cái chấp của Bát Ca không phải là đơn giản như vậy đâu. Khi mà người ta nói mà người ta hiểu biết có kinh văn, có nghĩa lý, người ta mới nói, mà là một vị Phạm Thiên nữa. Cho nên có những lần mà Đức Phật ngài, như đã nói, ngài dùng cái thần lực của chính ngài bằng một cái thần lực khác, tức hai vị trên đẳng giới giác đang thuyết pháp một cách coi như là thể hiện song thông á. Mà cái này trong đời của vị Toàn Giác sẽ có những lần làm những cái điều đặc biệt hơn mà người đời không có thể làm được như chính ngài. Chúng sinh tầm thường, chúng sinh không có giác ngộ, không có thể làm được. Ví dụ như chẳng hạn như diệt thọ tưởng định thì phải là tam quả tứ thiền trở lên mới được. Như không có sự tu tập làm sao mà nhập diệt thọ diệt tưởng định được, không thể nào mà cùng một lúc mà có thể dừng lại các cái sắc pháp được, hay là các cái tâm pháp danh pháp có thể dừng lại ở một cấp độ và tiếp tục trong thời gian ngắn đó, bắt đầu mình buông, mình xả thiền ra, mình tiếp tục được diệt thọ diệt tưởng diệt định. Thì muốn nói như vậy để chính chúng ta thấy ở trong cái lời dạy của Phật, sự nghĩ mà ngài
mà Ngài nói sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, hay là nghĩa văn, nghĩa từ và pháp lý vô ngại giải, là có một giá trị tuyệt đối. Và nó xuyên suốt ba thời. Ngày hôm nay cũng như vậy quý vị. Những gì mà lời Phật tuyên bố, Ngài nói nó y như trong kinh. Chúng ta gọi y như trong kinh vậy đó. Sau này nó sẽ có những cái kiếp thành, kiếp trụ, kiếp quả, kiếp không của kiếp trái đất này. Hay hoặc là chúng tôi bữa hôm chúng tôi nhớ cái vụ mà dịch Corona, chúng tôi mới còn nhớ có những lúc có những cái đoạn kinh Đức Phật nói có những cái thành phố, có những cái chủng loài do cái thiên tai, do cái bệnh dịch sẽ biến mất. Thì mình hiểu cái vậy thì tự nhiên biến mất là sao? Thì như chúng ta thấy, thí dụ như bây giờ là một bệnh dịch đi, và nó chiếm toàn phần ở trong cái vùng đó, cái sự lây nhiễm. Mà nếu như mà nó ở cấp độ nặng á, chết hết, không còn ai sống, đó chính là sự cộng nghiệp của chính họ. Mà cũng nhiều cái tinh thần mà Đức Phật chính nghe nói là những cái chỗ này là do thở xa xưa đó là một kinh đô rất là lớn, nhưng bây giờ nó chìm trong quên lãng, và nó bị sự đổi thay của thành trụ quại không, nó là như vậy. Chúng ta nhớ có một lần mà Đức Phật cùng với Ngài Anan đi về Kusinara. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn không tịch diệt ở nơi Rajagaha, ở Kosala, ở Visali, vân vân, những kinh đô tráng lệ, nơi đó có nhiều những người đệ tử là những người uy quyền và danh vọng, và những người chúng ta tạm gọi như những người giàu có và những người sang trọng. Mà tại sao Đức Phật Thế Tôn phải đi về cái Kusinara mang tính nó hẻo lánh một chút xíu vậy, nó đơn giản một chút xíu vậy, nó mang tính đại mạc như vậy, chứ nó phải là dùng Trung Nguyên? Tại sao mà Thế Tôn làm như vậy? Thì Đức Phật Ngài nói, này A Nan, ngày hôm nay Kusinara nó là như vậy, nhưng ngươi biết rằng thời xưa ở tại Kusinara này, nó là một kinh đô trắc lệ, nhưng ngày hôm nay do cái sự biến đổi, do cái sự vô thường mà Kusinara nó lại như thế. Thì chúng ta thấy một cái nhìn của các bậc chánh đẳng chánh giác từ tiền thân thì Ngài mới biết, chứ chúng ta làm sao biết. Và có một lần đi đến từ cái ngọn núi này đi đến chỗ kia, thì hồi xưa nó rất là gần, nhưng bây giờ nó rất là xa. Cái ngọn núi này nó đã mất, và nó hiện ra một cái ngọn núi khác từ như nơi Như Lai, và từ nơi A Nan nó nhìn tới chỗ đó nó rất là xa, nhưng ngày xưa nó rất là gần. Thì nói đến cái sự thành, sự bại, sự trụ, sự không, thì các vị Phạm Thiên á, họ hiểu biết hết. Quý vị có biết không? Họ hiểu hết, biết hết, nhưng có một điều thôi, họ chưa không hiểu được cái sự vận hành của các pháp hữu vi được. Họ không hiểu được cái sự vận hành của các pháp hữu vi, họ không hiểu được nguyên nhân và kết quả của chính nó, họ không có thể tiên lường được, không có thể tiên lường được cái sự biến hoại đó như ở xưa, ở tại đây nó là như thế nào, và bây giờ nó như thế. Cho nên thí dụ như bây giờ chúng ta biết, khi mà tìm ra ăn quát thì nó trong rừng, cây cối nó phủ đầy. Mà sự thật ra thì ăn cơm quách của ngày hôm nay thì cái thời gian nó cũng ngắn lắm, cũng không phải là dài, nó phải khoảng chừng cũng như là một vài thiên niên thôi, thiên niên kỷ thôi, cái chừng trăm năm đổ lại thôi, mà nó lại là một tình huống như thế. Còn người người Pháp người ta mới tìm ra, đi thám hiểm người ta mới tìm ra ăn cơm quách, mà nó cách cái thành phố Khoai Nông Binh, coi như Nông Binh nó khoảng chừng đâu có bao xa đâu, ngay cách Việt Nam của chúng ta cũng không xa nữa, cách ngay cái thủ đô Nông Binh không có xa, nó khoảng chừng nửa ngày đường hình như là vậy. Thì muốn nói như thế nào, kính thưa quý vị, chỉ một vài trăm năm thôi nó biến mất,
Cái cõi giới của chúng sinh nó dị biệt lắm, mà Đức Phật nghe cái tuệ giác của chính ngài, ngài nhìn bằng bằng một cái à, cái pháp giới của chính ngài, nhìn một cái khắp các chúng sinh luôn. Cho nên chúng ta nhìn bằng một cái con người mà hạn hẹp như thế này thế nọ thì đâu có thể nói được. Cũng như hồi xưa mà đọc kinh mà nó tự nhiên xong, tự nhiên xong mà trong kinh nói là thú nó nói tiếng người, thì tự nhiên cái mình nghĩ cái này nó thiệt thần thật, hay là tự nhiên mà cái con người nó có nhiều con như thế này thế kia thì nó không là lạ. Chúng ta cho là lạ, nhưng cái nhìn của Phật ngài thấy từ xa xưa chuyện gì cũng có hết trơn á. Còn con người chúng ta ngu si, chúng ta cứ nghĩ những gì chúng ta thấy chúng ta nghe cái đó nó mới cơ có. Chúng ta đi so sánh với một cái thánh trí, với một cái Samma Sambuddho của Đức Phật thì quả nhiên con người này hết sức là nguy hiểm, hết sức là đau khổ, hết sức là tệ hại. Hay là có một số người cứ so sánh cái đạo của mình phải chứng minh bằng một cái khoa học, cái ánh sáng của khoa học, chúng tôi gọi là ánh sáng của khoa học, nó nghe nó rất là lạ. Chứ sự thật những lời dạy của Phật là những lời dạy rất là ánh sáng, mà ánh sáng như vậy cũng nghe rất là khoa học, nó không có mù mờ, nó không có cái sự che giấu, nó không có một sự ẩn tiềm ẩn tàng gì cả. Và lời dạy của ngài là lời dạy bá truyền chứ không có bí truyền, không có cất giữ, bàn tay ban bố không có giữ nắm một cái gì hết. Giờ phút cuối cùng trước khi tịch diệt niết bàn, ngài cũng nói nếu các ngươi còn nghi ngờ, còn thắc mắc những điều gì, hãy hỏi khi Như Lai còn có mặt nơi đây, để về sau khỏi phải ân hận, khỏi phải trách móc tại sao khi Như Lai còn mà các ngươi không hỏi. Những cái thưa toàn thể đại chúng, tại sao mà không ai hỏi hết? Bởi vì những gì mà cuộc đời cần có mặt ở trong cuộc đời thì đã có đầy đủ tất cả, Đức Phật đã nói hết trơn rồi. Ngài đã nói hết tất cả những điều gì cần thiết cho cuộc đời, những gì cần thiết cho công cuộc đoạn khổ diệt khổ, những cái gì mà thuộc về các pháp hành Sabbe Sankhara, Đức Phật ngài đã trình bày. Sabbe Sankhara Dukkha ngài cũng đã trình bày, và những gì Sabbe Dhamma Anatta, tất cả pháp vô ngã đã được Đức Phật ngài phơi bày nói lên, và ngài chỉ dạy cái con đường không chấp thủ không chấp ngã cho chính phá trận, cho chính phẩm thiên bất ca này không bị chấp thủ, không bị dính mắc ở một quan kiến của không gian, của vũ trụ, của giới vực, của sự hiện hữu của mình đang có. Đó là cái nhìn sai lại, đó là cái nhìn chấp thủ không có được. Ngươi sẽ đau khổ, ngươi sẽ thất vọng, thật sự không có như chính ngươi đã nghĩ ha. Hết sức tuyệt vời. Khi như thế thì chúng ta mới thấy rằng quả nhiên cái sắp bay nhu của Đức Phật là một giá trị tuyệt đối. Cái tập tha gà tô là cái nhất thiết chủng trí của chính ngài là một điều tuyệt vời, xưa và nay không ai có thể so sánh bằng được. Cho nên nếu như chúng ta đọc kinh văn, học hiểu Phật pháp, chúng ta mới thấy rằng cuộc sống và cuộc đời của Đức Phật đã hoàn bị cho tất cả chúng sinh, hoàn bị cho mình, hoàn bị cho người, hoàn bị cho tất cả. Những lời dạy, hành động và lời nói của chính ngài không có sai lệch. Ngài được gọi là bởi vì ngài không có làm đổi khác. Ngài nói như thế nào, ngài làm như thế đó, ngài làm như thế nào, ngài nói như thế đó, cho nên ngài gọi là Như Lai. Lời nói và hành động của Đức Phật nó y như khuôn như mẫu, không có khác.
y như khô mẫu không có khác, mà y như khô mẫu không có khác như vậy thì chúng ta thấy có cái gì mà chúng sinh phải đổi khác, có gì mà chúng sinh phải thế là ra. Để nói cái Đức Phật nó y như trong kinh. Dạ, cảm ơn sư Nguyên Thông đã có post một cái câu cái này nữa, đó là 600 năm tạo thành Angkor Wat, nó trải qua 600 năm. Đấy, chúng ta thấy thì thì những gì mà Đức Phật Ngài nói là Ngài làm, Ngài làm là Ngài nói. Ngài nói ở đây là sự chấm dứt, ta đã chấm dứt khổ. Đây là sự khổ, ta đã chấm dứt khổ. Đây là nguyên nhân sinh khổ, ta đã đoạn, ta đã cắt trừ nguyên nhân sinh khổ. Đây là sự chấm dứt khổ, ta thành tựu sự chấm dứt khổ. Và đây là con đường để đến sự chấm dứt khổ, ta đã thành tựu. Và Ngài phát chấp cho cái gì? Kính thưa quý vị, cho Bát Ca không nên có một kiến chấp như vậy. Kiến chấp như vậy là nguy hiểm, kiến chấp như vậy là không tốt đẹp, đưa đến sinh y, đưa đến đau khổ. Không có khả năng, ngươi không có đủ quyền lực và không có đủ cái khả năng mà chấp thọ chấp trì như vậy thì không có thể được. Từng cõi giới trong cuộc đời này được Ngài hiểu biết một cách tường tận về sanh chúng, về tuổi thọ, về thời gian, về không gian, cái sự biến hoại nó như thế nào ở trong cõi giới này, ở trong cõi năm thiên này. Nó gồm có các loại các giới như vậy. Và chúng sinh cũng trong cái lưới màng đó. Rồi chúng sinh ở một cái cõi cao nhất cũng sẽ bị sự vô thường, sự đổi thay cũng sẽ chấm dứt. Và Ngài đã đi qua và Ngài đã thực hiện hiểu biết được một cách tường tận như vậy. Thì kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin tiếp nối cho cái chương trình Thần Tội Giác Đẳng đang giảng. Thì chúng tôi xin có đôi điều chia sẻ và trình bày cái điều khuyết phần sau cho Thần Tội Giác Đẳng là như vậy. Thì đây là một sự điều khuyết, nếu có điều gì thì khuyết thì quý vị cũng cho nó khuyết luôn, khỏi có phiền. Thì kính thưa quý vị, đây là cái chương trình thực hiện Phao Thót mỗi ngày như giờ thượng lệ. Xin kính cảm ơn Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng với Ngài đã bỏ thời gian vào đây sinh hoạt và giảng dạy và sinh hoạt cũng như quý vị tịnh pháp. Xin kính tri ân quý Ngài, kính chúc quý Ngài một ngày an lành, một đêm an lành, và kính chúc toàn thể quý vị cũng một ngày an lành và một đêm an lành. Và xin hẹn vào chương trình vào ngày mai như giờ thường lệ. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và thân chào toàn thể chư quý vị Phật tử. Xin mời quý vị MC lên cùng chư chúng ngày hôm nay lên để kinh và cảm tạ hoàn hảo chương trình tối hôm nay. Kính đảnh lễ quý Ngài và thân chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tham Ma Di Đà. Nam mô Sanh Ca. Sa thú lành thay. Dạ, chúng con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tuệ Quyền đã điểm khuyết cho bài học hôm nay. Và con Từ Mẫn xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân quý chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, hướng dẫn dịu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops Sứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát,
nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các Phật hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giả.